cái lá này đi, mẹ lấy cho nhá. Nè, có ngon không? Chị muốn ngồi xịt lại với em một xí nè. Ha. Ngon hả? Ngon quá nhỉ. Ngồi đây Hải mà ăn con. Chị, sao lại cứ quý xuống bàn thế? Chị ngồi ghế đây nè. Ừ, giỏi. Chân. Nào, sao lại ngồi như thế? Phải ngồi nhìn nhau như thế này mà ăn này. Nè, chị nè, em nè. À đây là chị, còn em lấy rồi chứ. mồm buồn ăn buồn cười quá. Hôm nay ăn giống như kiểu là đang suy nghĩ về một vấn đề gì đấy muốn hả? Thịt lại sợ mất mẹ, cứ phải ngồi gần mẹ mới được. Ngồi thịt xuống, ngồi ghế em. Trần nắm một quả, tay thì ăn. Ăn con. Mạnh quá chứ, ăn nhiều mà mới có sức khỏe như chơi chứ. Hả? Ngồi ngay ngắn vào con lớn rồi con phải làm gương cho em chứ hả? Em ngồi ngoan như thế kia mà chị cứ say như kiểu trong quả trong cái trong trắng. Nào gái rượu nào. Rượu với chè gì? Chả thấy có ly nào nhỉ. Kiểu gì?
là thích nhất là quả nhãn. Thích quả tí hon không nè, quả tí hon nè. Làm sao ta về chỗ mẹ cho nè. Trời ơi bữa nóng làm nụng thế á. Về chỗ ngồi nào, về chỗ ngồi mẹ cho mình cho này, cho quả này. Nè. Chị ơi đâu gì chị đâu mà chị lúc lắm. À, thơm sợ cay nhở. Được rồi, yêu thương nhỉ. Ngoan nhá, thương nhá. Chị muốn làm gì mà nghiên cứu cái gì ấy muốn. Chả biết nghiên cứu cái gì. Video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.